review gậy chống thông minh có ghế ngồi Tada Series 1. Đây, trên tay Thảo là một chiếc gậy chống thông minh Tada Series 1. Với cái chiều dài của chiếc gậy này là 81 cm, thì chúng ta có thể thoải mái sử dụng cho những người già, người lớn tuổi hoặc là người chân yếu thì chúng ta có thể sử dụng chiếc gậy này. Điểm đặc biệt của nó khi mà chúng ta chỉ cần một nút nhấn chúng ta mở ra thì có thể thành một chiếc ghế di động. Đây. Cái phần từ chiều cao từ cái mặt đất lên cái phần ghế này là 51 cm, và cái chiều rộng của cái ghế này là 22 cm, và cái chiều dài của nó là 24 cm, thì chúng ta có thể ngồi thoải mái. Ghế thì có hai màu là màu đen và trên tay Thảo là màu nâu, đây thì chúng ta có thể lựa chọn màu phù hợp. Chất liệu của chiếc ghế này thì chiếc gậy này thì tất cả đây mình có thể thấy là tất cả bằng không hợp kim nhôm, rất là bền, chắc chắn và đẹp, sáng bóng. Rồi cái tải trọng của chiếc gậy này á, chiếc ghế ngồi này á, là 100 kg. Trọng lượng của cái chiếc gậy Tada Series 1 này là 990 g, nghĩa là chưa đầy 1 kg. Thì khi mà chúng ta xách đi hoặc là chúng ta chống thì rất là nhẹ. Gậy này thì có chế độ bảo hành là 1 năm, chúng ta yên tâm sử dụng.